Em họ hiền hồ, lộ bằng chứng nói dối, dàn dựng kịch bản, được thuê 15 triệu để giải cứu ai đó. Đoạn video của một tài khoản nói về vụ việc được ekip ca sĩ Ranjet thuê để tạo drama đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Tối 28 tháng 3, một người được dân mạng cho là em họ của nữ ca sĩ nổi tiếng bỗng nhiên thừa nhận rằng hình ảnh được tuồn trên mạng những ngày qua thực chất không phải do anh tự ý tung lên mà đạo diễn thực sự phía sau drama là một thành viên trong ekip của một nữ ca sĩ nào đó. Người này khẳng định anh được thuê làm kịch bản có sẵn và nếu hoàn thành sẽ được trả 15 triệu đồng. Thật ra, mình và cô ca sĩ đó không hề có mối quan hệ em họ, chị họ gì cả. Mình nhận được lời mời từ một người trong ekip của cô ca sĩ đó và làm đúng theo kịch bản họ đưa ra để tạo drama và số tiền họ đưa ra là 15 triệu đồng. Những ngày qua, mình tạo drama đúng với kịch bản của họ và chỉ sau vài ngày, mình đã bị tấn công bởi cộng đồng mạng quá nhiều. Mình không chịu nổi áp lực này nữa nên mình đã chủ động liên hệ với ekip của họ là sẽ tạm ngưng việc này lại, không tiếp tục làm nữa và lên tiếng đính chính sự thật, người này nói. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bất ngờ về số tiền 15 triệu đồng được ekip thuê mà anh chàng này chia sẻ, nhiều cư dân mạng lại cho rằng dường như có gì đó sai sai trong đoạn video này. Theo đó, trong suốt đoạn video, người này liên tục nhìn xuống dưới như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản và chỉ đề cập đến cô ca sĩ đó chứ không nói đích danh một ai. Chưa hết, khán giả còn cho rằng nhiều khả năng anh chàng này đang nói xạo về số tiền được trả 15 triệu là quá rẻ rúng và không có logic. Vì chẳng ai lại tự bỏ tiền túi ra để thuê người khác phá nát sự nghiệp của chính mình. Thế nên, câu hỏi đặt ra là anh chàng này là ai? Việc người này đang làm chỉ là hám phai hay còn mục đích nào nữa? Hiện tại, đoạn video tiết lộ được ekip thuê với giá 15 triệu đồng của người này vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Hiền Hồ đích thị là cái tên hot nhất thời điểm hiện tại sau khi bị lộ loạt hình ảnh thân mật với vị đại gia lớn tuổi. Dù có nhiều khoảnh khắc ôm ấp, mặt cận kề nhưng vị đại gia này cho biết mình với Hiền Hồ chỉ là tình cảm anh em, nương tựa để cùng cố gắng trong cuộc sống. Cũng nhân dịp này, các sản phẩm âm nhạc của Hiền Hồ càng được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, sân khấu trình diễn gặp nhưng không ở lại tại một quán bar đã khiến netizen xôn xao vì màn cà khịa Hiền Hồ. Cụ thể, một rap queen, người đóng giả nữ, đã lấy bản hit gặp nhưng không ở lại để trình diễn. Không chỉ biến tấu theo phong cách hài hước, người này còn có màn đánh gôn ngay trên sân khấu. Ai cũng biết, sau scandal nổ ra, đánh gôn trở thành một trong những môn thể thao vô cùng hot hit. Người người, nhà nhà đều chạy theo trend đánh gôn với muôn vàn phiên bản. Có thể thấy, câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia liên tục xuất hiện các chi tiết phủ nhận, lại phát ngôn chỉ là anh em nương tựa. Thậm chí, mẹ vợ của đại gia này còn lên tiếng khẳng định đại gia U60 và chính thức vẫn là vợ chồng hợp pháp. Khán giả đặt ra câu hỏi, tại sao ca sĩ lại chọn cách nhắm mắt khi biết rõ có thể mình đang phá hoại tổ ấm của một gia đình khác? Có bao giờ họ đặt câu hỏi về tương lai của mình? Nếu gia đình biết em làm tiểu tam, họ nghĩ gì? Đối mặt ra sao với những đàm tiếu của hàng xóm láng giềng và còn nhiều câu hỏi khác? Một thực trạng rõ ràng ở với biết, các nước trong khu vực rất mạnh tay với các nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, nhưng ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ tẩy chay hay phong sát. Dù các scandal vẫn liên tiếp xảy ra, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Nhìn ngay sang láng giềng Trung Quốc thôi, Ngô Diệc Phàm đình đám là thế, Trịnh Sảng được yêu quý đến vậy. Và thậm chí cả Triệu Vi, tưởng sắp lên cây đa cây đề cũng dính án phong sát vì những ồn ào đời tư. Cả ba cái tên trên đều bị xóa tài khoản mạng xã hội, các sản phẩm điện ảnh, truyền hình có sự tham gia của họ cũng biến mất hoàn toàn. Việt Nam đã ban hành quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ, nhưng phải chăng các chế tài còn quá nhẹ nên chẳng ai biết sợ? Hay khán giả Việt quá dễ dãi, hôm nay chửi mắng, hôm sau quên sạch, nên sau việc hồn nhiên làm tiểu tam cũng đâm nhờ.